Đây là một buổi huấn luyện chết người, trong tay giáo quan là một quả lựu đạn thật. Cậu bé lo sợ nhận quả lựu đạn nên vẫn chưa đợi giáo quan nói liền rút dây dẫn. Giáo quan hoảng hốt hét lớn dọa cho cậu giật mình khiến lựu đạn rơi xuống đất. Giáo quan lo thân mình chạy trước để mặc tụi trẻ đứng sững tại chỗ không biết phải làm sao. Khi cái chết cận kề thì một cậu bé xông ra từ phía sau, không hề do dự nằm đè lên lựu đạn. Cậu chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt không hề hoảng sợ. Tụi trẻ sợ chết khiếp, tại sao lại có người lại không sợ chết như vậy? Vì đây là trường học của Đức Quốc xã, là nơi đào tạo quân nhân cao cấp cho nguyên thủ đế quốc. Những đứa trẻ từ 10 đến 18 tuổi này đều là những chủ nhân tương lai của Đức Quốc xã. Sau khi bọn họ tốt nghiệp đều sẽ trở thành những lãnh đạo khu vực, mà những khu vực đó được chỉ đến là Washington, Moscow và London. Quá trình tuyển chọn học sinh vô cùng khắt khe và nghiêm ngặt. Đầu tiên phải mang huyết thống Aryan, có yêu cầu đặc biệt về đồng tử và màu tóc, còn phải trải qua kiểm tra thể lực và kiểm tra trí tuệ, chỉ cần có thiếu sót lập tức bị loại. Frederick, 17 tuổi, là một công nhân hầm than nhưng từ hôm nay trở đi cậu ấy không còn xúc than nữa. Vì trong một trận đấu cậu ấy đã đánh bại học sinh đứng đầu toàn trường, sĩ quan của trường đã chứng kiến cảnh này. Sau đó sĩ quan tìm tới Frederick, muốn mời cậu gia nhập Học viện Chính trị Quốc gia. Chàng trai xúc than cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng sang trang mới rồi, cậu nhanh chóng tham gia bài kiểm tra của học viện. Frederick có dòng máu Aryan thuần khiết, lại được sĩ quan tiến cử, thuận lợi thông qua bài kiểm tra. Cậu quay về nhà thông báo cho bố mẹ chuyện này, đây là cơ hội người khác giành giật mới có, không ngờ cha cậu lại phản đối. Frederick không thể hiểu nổi và cảm thấy vô cùng bất mãn, cha cậu giơ tay cho cậu một bạt tai vì cậu không biết rằng cha mình là một người phản Nazi. Nhưng Frederick không muốn từ bỏ cơ hội này, đến tối nhân lúc mọi người ngủ say, cậu để lại một bức thư và lặng lẽ rời đi. Rất nhanh Frederick đến học viện báo danh, vừa đến học viện cậu thấy thứ gì cũng mới lạ. Giây phút mặc quân phục lên người cậu vô cùng phấn khích, không kìm được mà chào kiểu Nazi trước gương, cậu dường như thấy được tương lai tươi sáng của mình. Trong buổi chào đón Frederick nghe bài phát biểu hùng hồn của hiệu trưởng, cậu tự hào biết bao, cậu nhanh chóng bị tinh thần này cảm hóa và dần dần bị tư tưởng Nazi tẩy não. Nửa đêm có một học sinh mới tới học viện, cậu ấy tên là Albrecht, là con trai của quan chức Nazi, nhưng Albrecht lại không hống hách như những cậu ống khác mà còn chủ động giúp Frederick gấp chăn gối. Tình bạn giữa những chàng trai chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ cùng nhau bắn súng, cùng học lái máy bay, cùng nhau nhìn lén con gái tắm, rất nhanh trở thành anh em chí cốt. Nhưng giáo dục của Nazi chỉ có thắng thua chứ không có tình bạn. Học viện tổ chức cuộc thi đấm bốc, đây là cơ hội để Frederick chứng minh bản thân. Trận đấu diễn ra được một nửa thì Frederick bị đánh cho máu me be bét. Sau khi cậu nắm rõ cách đánh của đối phương thì mới bắt đầu phản kích, sử dụng kỹ thuật đấm bốc đánh bại đối phương. Dưới sàn đấu vang lên tiếng cổ vũ, Frederick tưởng mình đã thắng cuộc thi, ai ngờ huấn luyện viên và hiệu trưởng muốn cậu đánh cho đối phương gục hẳn. Frederick do dự vì đối phương rõ ràng đã gục xuống sao lại còn đánh nữa, lúc này cậu nhớ tới lời của huấn luyện viên. Khi đó hãy quên đi nhân tính của em, chỉ có như vậy mới phát huy được năng lực của mình. Thế là cậu cắn chặt răng tung cú đấm khiến cho đối phương bất tỉnh nhân sự. Huấn luyện viên mới nở nụ cười hài lòng, đây chính là cách giáo dục của Nazi, máu lạnh vô tình. Toàn bộ mọi người đều vỗ tay chúc mừng Frederick, chỉ có Albrecht vẫn đứng yên không đả động gì. Sau trận đấu khi Frederick nắm chìm trong niềm vui chiến thắng, Albrecht đi tới hỏi cậu là đối phương gục xuống rồi sao cậu còn đánh, cậu không có chút lòng thương nào sao. Albrecht lương thiện vô cùng thất vọng về hành vi máu lạnh của Frederick. Cuối cùng hai người không nhìn mặt nhau nữa, nhưng bọn họ không hề biết cách giáo dục tàn nhẫn của Nazi chỉ mới bắt đầu. Một cậu bé tên là Siegfried giờ chăn ra phát hiện có chuyện bất thường, rất nhanh có người mách lẻo, hóa ra cậu đái dâm. Giáo quan lệnh cho cậu lấy đệm giường sau đó luật quân tự đái lên đệm của mình trước mặt mọi người. Siegfried không làm được, thế là giáo quan bắt mọi người hít đất cho đến khi Siegfried đái được thì thôi. Xấu hổ, ăn năn và sợ hãi bao trùm lấy cậu, cuối cùng cậu đã đái lên tấm đệm. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, ác mộng của cậu chỉ mới bắt đầu. Vài ngày sau Siegfried lại đái dâm, tên mách lẻo lại đến gây khó dễ cho cậu, bắt cậu nộp phí giữ bí mật, không thì hắn sẽ nói với giáo quan. Nhưng Siegfried không hề có tiền. Nhớ tới trừng phạt lần trước thì cậu không muốn trải qua nữa, nhưng cậu phải làm sao đây? Buổi huấn luyện hôm nay là ném lựu đạn. Đúng vậy, chính là lựu đạn thật. Cậu bé lo lắng cầm trong tay, vẫn chưa đợi giáo quan nói gì đã rút dây dẫn nổ. Giáo quan điên cuồng hét lên dọa cho cậu giật mình làm lựu đạn rơi xuống dưới đất. Giáo quan mặc kệ bỏ chạy trước, để lại tụi trẻ đứng sững một chỗ không biết phải làm sao. Khi cái chết cận kề thì một cậu bé từ phía sau xông lên, không hề do dự đè lên lựu đạn. Cậu ngẩng đầu lên thì đó chính là Siegfried. Sự việc ập tới bất ngờ khiến cho mọi người sợ chết khiếp. Hôm sau mọi người tập trung tại hội trường, tổ chức tang lễ long trọng cho Siegfried. Vào lúc cận kề cái chết thì Siegfried đã không do dự, hy sinh thân mình cứu tất cả mọi người, cậu được trao huân chương anh hùng. Nhưng Siegfried biết cậu ấy không muốn bị sỉ nhục nữa nên mới lựa chọn kết thúc sinh mạng, có lúc tôn nghiêm còn quan trọng hơn mạng sống.
Còn cậu bé làm rơi lựu đạn cũng bị đuổi ra khỏi trường nhưng giáo quan lại không hề bị trừng phạt, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Buổi huấn luyện hôm nay là nhảy cao, giáo quan nhấn mạnh tính quan trọng của cơ bắp. Để thể hiện cơ bắp của mình thì hắn ta gọi Frederick đi lên đấm vào bụng mình. Giáo quan hít một hơi sâu, đối với Frederick mà nói thì đấm này là thay cho Siegfried. Albrecht cảm thấy đấm này của Frederick rất có dũng khí, muốn mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của cha mình, hai người làm lành với nhau. Trên bữa tiệc, Albrecht viết một bài thơ đọc cho cha mình, nhưng cậu chưa đọc thì đã bị cha ngắt lời. Ông ta chẳng hề có hứng thú với thơ của Albrecht và cũng không muốn nghe, Albrecht rất buồn. Nhưng sau khi ông ta biết Frederick là một võ sĩ đấm bốc, bọn họ liền nổi hứng đưa hai người xuống tầng hầm để bọn họ đánh nhau mua vui cho mọi người. Trong tiếng hoan hô thì Frederick tung đấm đánh ngã Albrecht. Cha Albrecht chạy tới báo cổ Frederick, khen ngợi cậu hết lời, không hề quan tâm tới đứa con trai của mình. Trong mắt cha thì Albrecht chẳng là gì hết, vì trong mắt đám quan chức Nazi chỉ có chiến thắng. Việc này khiến Frederick và Albrecht lại trở mặt với nhau. Trong một buổi tối nọ, cha của Albrecht bỗng đến học viện và đem theo nhiệm vụ khẩn cấp. Một đám tù binh Liên Xô bị áp tải đến trại tập trung đã bỏ chạy đến gần đây. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt tù binh Liên Xô. Mỗi người nhận một khẩu súng và mấy hộp đạn rồi xuất phát. Có người ôm súng vô cùng phấn khích, còn đa số là gương mặt thấp thỏm lo âu. Sau một hồi tìm kiếm thì bọn họ phát hiện tù binh Liên Xô ở trong rừng. Trong đêm tối, bọn họ chẳng thèm xác nhận mà bóc cò liên hồi. Đi lên kiểm tra mới phát hiện những tù binh Liên Xô này tay không tất sắt và còn là trẻ vị thành niên giống bọn họ. Albrecht vội hét lớn mau lấy băng gạc, hoảng loạn cầm máu cho cậu bé người Liên Xô. Nhìn những đứa trẻ này dần chết đi thì Frederick không biết phải làm sao vì bọn họ không hề hung ác dữ tợn như lời trưởng quan nói. Lúc này cha Albrecht đi tới, hắn không nói lời nào nổ súng bắn chết cậu bé Liên Xô đang bị thương. Frederick lúc này hoàn toàn thất vọng về học viện, gia đình và tổ quốc này. Còn tù binh khác cũng bị Đức Quốc xã dồn vào một góc rồi thảm sát một lượt. Những người lính Liên Xô tay không tất sắt trở thành bài thực tập cho tân binh Nazi. Đêm xuống, tiếng súng lần đầu tiên giết người không ngừng vang lên trong đầu họ, không thể nào quên được. Hôm sau, giáo quan vẫn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, bắt bọn họ viết một bài văn về cảnh mùa đông. Albrecht lại viết ra suy nghĩ của mình và đọc trước mặt mọi người. Cậu kích động chỉ trích cha mình, không nên giết tù binh vị thành niên khi trong tay không tất sắt. Albrecht, hör auf. Gefangene zu erschießen ist unrecht. Sie waren weder bewaffnet, wie Gauleiter Stein angab, um uns aufzuhetzen. Hör auf. Noch waren es Männer, sondern Kinder, die wir erschossen haben. Raus! Cậu bị giáo quan đuổi ra ngoài. Sau khi cha cậu biết tin liền tới trường, hắn không cho phép con trai xúc phạm uy nghiêm của mình và yêu cầu Albrecht viết lại một bài văn khác thừa nhận lỗi sai của mình, không thì sẽ đưa cậu lên tiền tuyến, nhưng Albrecht từ chối. Frederick hỏi cậu tại sao lại viết bài văn như vậy, đến đấm bốc còn không thắng mình, bị đưa lên tiền tuyến nhất định sẽ gặp không ít nguy hiểm. Hai người giằng co nhau sau đó khóc lớn, bọn họ không ngờ đây là lần đầu tiên bọn họ đánh nhau và cũng là lần cuối. Lại là một buổi huấn luyện chết người, thời tiết âm 30 độ, cậu bé lột sạch quần áo nhảy xuống nước lạnh giá, sau đó cầm đầu dây thừng bơi về phía trước, những người khác lo lắng dõi theo. Một lúc sau cậu bé mới chui lên từ một lỗ băng khác, đây là bài huấn luyện hôm nay của bọn họ, nếu hoàn thành sẽ được số điểm 9. Rất nhanh đến lượt Albrecht, cậu nhìn thấy Frederick trèo lên rồi mới nhảy xuống, nhưng cậu bơi nửa đường rồi dừng lại, sau đó nhìn về phía mặt hồ sâu không thấy đáy. Thấy Albrecht mãi không trèo lên, Frederick dường như nhận ra có chuyện gì đó. Cậu vội chạy đến phủ lớp tuyết và hét tên của Albrecht. Albrecht ngẩng đầu lên nhìn rồi chậm chậm buông tay. Frederick điên cuồng đập vỡ mặt băng nhưng mặt băng quá dày. Hai người cách một lớp băng áp tay lại với nhau tạm biệt lần cuối. Albrecht lắc đầu, gương mặt tuyệt vọng. Cậu đã dùng cách này để chống đối cha mình, có lẽ chỉ có cái chết mới giúp cậu thoát khỏi thế giới đáng sợ này. Frederick nằm gục trên mặt băng, cậu không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Quay về ký túc xá, cậu vô cùng đau đớn, cậu hận người bạn duy nhất của mình lại ra đi như vậy và vô cùng thất vọng với nơi này. Cha mẹ của Albrecht cũng nhận được tin chết của con trai. Mẹ cậu đau đớn vạn phần, con trai cậu nhíu mày nói cậu quá yếu đuối. Frederick muốn làm việc gì đó cho Albrecht, cậu dùng máy đánh chữ viết một bản cáo tang để đăng lên báo. Nhưng hiệu trưởng từ chối vì trong mắt Nazi thì người tự tìm đến cái chết không có đất chôn thây, thậm chí cha mẹ của Albrecht cũng cho rằng như vậy. Cái chết của Albrecht trở nên vô nghĩa, thậm chí bọn họ còn cho rằng cái chết của Albrecht là do Frederick gián tiếp gây ra. Nhưng học viện cho Frederick một cơ hội. Chỉ cần cậu đại diện học viện chiến thắng cuộc thi đấm bốc để chứng minh lòng trung thành của cậu với Nazi, cho nên trận đấu này quyết định với tiền đồ sau này của Frederick. Trận đấu bắt đầu, Frederick thủ trước, phòng sau. Sau khi nắm rõ cách chơi của đối phương thì cậu tấn công bất ngờ, cú đấm mạnh mẽ nhanh chóng hạ gục được đối phương. Cậu nhìn xung quanh nhìn thấy khán giả đứng dậy cổ vũ nhiệt tình, nhìn thấy gương mặt đắc ý của hiệu trưởng và gương mặt của người cha không hề đau buồn khi mất con, chỉ duy nhất thiếu đi gương mặt của Albrecht. Cậu nghĩ đây là thứ mình muốn sao? Frederick bỗng bỏ tay xuống, toàn bộ người từ hoan hô trở nên ngơ ngác, đối phương nhân cơ hội cho cậu một đấm ngã xuống đất. Frederick quyết định hy sinh tiền đồ tươi sáng của mình, cùng Albrecht chống đối lại thế giới máu lạnh này. Frederick thất bại trở thành nỗi nhục của học viện, cậu chẳng còn giá trị gì nữa,
Hiệu trưởng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, hắn bắt cậu cởi quân phục xuống bao gồm cả quần trong, đây đều là tài sản của học viện. Cậu trần truồng quay về ký túc xá, thay bộ quần áo thường ngày vừa rời khỏi đây. Bạn bè trước kia không một ai nhìn cậu và cậu bị giáo quan đẩy ra ngoài. Patrick mặc quần ngắn đi dưới trời tuyết dày đặc, nhìn lại nơi cậu tưởng rằng sẽ đem tới vinh quang cho mình, trong mắt không hề lưu luyến, cậu quay đầu đi và trở về căn nhà của mình. So với Siegfried dùng tính mạng của mình để đổi lại tôn nghiêm và Andres tự tìm đến cái chết để chống lại thế giới, Patrick may mắn hơn, cậu đã sống sót rời đi trước khi đánh mất chính mình. Còn những người khác vẫn tiếp tục bị tẩy não cho đến khi trở thành tay sai của Đức Quốc xã. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Before the Fall. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu có hãy ấn like và comment phía bên dưới để ủng hộ Cuồng Phim nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!